Sự khác biệt Việt Nam - Hàn Quốc phần 8 đều là hai trong số 12 quốc gia ăn thịt chó trên thế giới. Kinh tế, xã hội và tư duy con người thay đổi, nhưng đến nay Việt Nam và Hàn Quốc vẫn có những cửa hàng bán thịt chó. Ở Hàn Quốc, số lượng người ăn thịt chó còn khá ít, đa số là người lớn tuổi. Còn ở Việt Nam, thịt chó là món ăn giàu dinh dưỡng, khá phổ biến và được ưa chuộng, đặc biệt là vào những ngày mưa. Nhiều người nói rằng người Hàn Quốc yêu chó nên họ không ăn thịt chó, nhưng sai. Tôi đố bạn tìm được ở một đất nước nào khi mà con cún nhà bạn sơ hở chạy ra ngoài đường là có hai thanh niên đi xe máy vì quá yêu chúng mà bế chúng đi mất, hay khi bắt được lũ trộm chó là đốt xe và tác động vật lý một trận thừa sống, thiếu một cái nhấp chuột nữa là đăng xuất khỏi server trái đất. Hơn nữa, ở Việt Nam, chó còn là một loại đơn vị đo lường trí tuệ. Ngu như chó, có quan điểm cho rằng ăn thịt chó là không văn minh. Còn bản thân tôi cho rằng mặc dù bạn ăn chay mà vẫn sống chó thì... Còn bạn nữa, ngồi đấy mà cười cái chó gì, không nhấp liên tiếp hai lần vào màn hình đi. Nhấp đề.